cái chiếc track này nó được một cái là cái dây dây phanh với dây đề của nó âm vào sườn, khung thì khung nhôm và cái càng phía trước này là càng carbon. Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube của xe đạp MB. Cũng lâu rồi thì mình không có giới thiệu mấy cái dòng xe mang thương hiệu Trek. Hôm nay thì mình có một xe và mình sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người xem. Đầu tiên thì nói đến chiếc xe này, mình phải nói rõ từ đầu là màu sơn đã tút lại từ đầu đến cuối rồi. Toàn bộ màu sơn trên xe không phải là màu sơn zin. Màu sơn zin của nó cũng là cái màu này, nhưng mà cái chữ Trek của nó màu đen. Và khi mà mình làm lại màu sơn á, mình thấy cái dòng chữ mà màu đen á, nó không có được sáng cho lắm, thành ra mình cho tút lại cái chữ Trek màu trắng. Một số chi tiết trên xe như là cái tem nội địa tại Nhật với lại cái tem zin của xe thì mình vẫn giữ lại đầy đủ, chứ mình không có tháo bỏ. Như ở phía dưới này nó có một số cái tem zin của xe với tem nội địa tại Nhật. Cấu tạo khung sườn xe này là khung nhôm và cái càng xe phía trước là carbon. Trek này thì nó có phiên bản là FX3. Yên xe chỗ này là cái yên zin nhưng mà đã bọc lại da rồi. Ở phía dưới này thì xe nó có cái cặp lớp zin, phía trước với phía sau đều là lớp zin giống nhau. Nhưng mà ở phía sau này thì nó có một cái điểm lỗi, để một chút mình chỉ cho mọi người xem. Hai bên cái viền của cái lớp này là nó có cái viền màu trắng, đó là viền phản quang. Khi mà mọi người di chuyển trong tối, đèn xe nó chiếu sáng vào, nó phản xạ lại rất là đẹp. Cái lớp thì ngay chỗ này nó có cái, nó hơi bị nứt răng một tí, nhưng mà về cái hoạt động ấy, nó vẫn còn hoạt động rất là trơn tru bình thường. Và gai nó cũng còn khá là ổn, mình thấy như vậy cho nên là mình vẫn để, chứ mình không có thay thế. Nhưng mà mình phải nói rõ trong video để mọi người có thể nắm được cái tình trạng của nó. Cấu hình thì xe nó có 3 dĩa 9 lít. Nó sử dụng gùi đề Shimano Alivio. Gùi dĩa phía trước là mang thương hiệu FSA. Xe nó có cái vành liền nhôm hai lớp zin theo xe, mang cái hiệu là Bontrager. Ở phía trên mấy cái phanh này nè, lẽ ra là nó còn cái dòng chữ Shimano ở đây, nhưng mà nó bị phai rồi. Phanh phía trước với phía sau đều là cái phanh Shimano, nhưng mà cái chữ trên phanh nó đã bị phai màu, cho nên là mọi người sẽ không có thấy chữ Shimano đó. Hồi nãy mình có nói rồi, khung nhôm càng carbon và nó được một cái là cái dây phanh với dây đề âm vào trong khung sườn. Thành ra nhìn nó khá là gọn gàng. Ghi đô tăng bằng nhôm phía trên này thì nó còn cái tay bấm xả Shimano. Ngoại hình thì mình thấy còn rất là ổn. Cái báo số bên trong nó vẫn còn hoạt động rất là chính xác. Thông thường thì mấy xe Nhật Bản nó hay bị hỏng cái báo số bên trong lắm, hoặc là nó bị đục màu cái nắp nhựa, không có thấy được cái tốc độ số hiện tại mà mình đang sử dụng là bao nhiêu. Bây giờ thì mình sẽ quay đến lúc mà mình test thử cái cụ đề. Trước khi mà đăng xe lên bán giống vậy á, thì mọi thứ đều được bên mình tháo ra vệ sinh từng cái chi tiết nhỏ. Sau đó rồi lắp ghép lại, tra dầu nhớt đầy đủ. Rồi cũng có đi thử luôn. Mọi thứ ok hết rồi thì mới đến lượt mình quay cái video như vậy và mình đăng lên bán. Cho nên là khi mà mua về là mọi người chỉ việc xài thôi, sử dụng thôi, chứ không có cần phải nghiên thao tác bất cứ gì thêm cả. Ống đứng của xe thì mình đo nó có kích cỡ khá là nhỏ, tầm khoảng chừng 39 thôi. Còn cái phần ống ngang nó rơi vào tầm chừng 52. Cho nên là chiếc xe này nó sẽ hợp với người cao khoảng từ 1m55 trở lên. Tốt nhất khoảng chừng 1m70 đến 1m... À, tốt nhất là khoảng chừng 1m60 đến 1m70 thì đi nó sẽ cân đối hơn. Tổng trọng lượng của xe này là hơn 11kg một tí. Thông thường thì carbon sẽ là cái chất liệu nhẹ, nhưng mà tùy vào hãng xe nó sẽ có cái độ dày của khung là khác nhau. Ví dụ như cái xe mình hay giới thiệu là dòng Jan Escape R3 thì mình thấy mấy cái xe đó là cấu tạo khung nhôm càng thép, nhưng mà tổng trọng lượng của nó chỉ tầm khoảng 10,5 kg thôi. Còn cái xe này khung nhôm càng carbon nhưng mà nó hơn 11 kg. Đó là do cái mỗi cái hãng xe nó có một cái tiêu chuẩn khác nhau, cho nên là mình chỉ so sánh sơ qua vậy thôi, chứ không có thể nào mà so sánh một cách triệt để trọng lượng của khung này với cái khung của hãng khác được. Pedal của xe là pedal nhôm và nói chung thì những chi tiết phụ tùng ở trên xe này đều là zin nguyên bản của nó. Chỉ có một điều là màu sơn đã tút lại toàn bộ rồi, với lại yên xe đã bọc lại da. Cho nên nếu những ai mà quan trọng nhiều về cái màu sơn á thì có thể xem để tham khảo. Còn những ai mà không quan tâm nhiều về cái phần màu sơn thì xe này cũng đáng để cho mọi người lựa chọn. Đến đây thì cũng đã kết thúc video rồi và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Xe đạp MB chân thành cảm ơn.